tế bào gốc. Và không đẩy tế bào gốc thì nó có ảnh hưởng yếu tố là gì ạ? Không đẩy sinh học của cơ thể của chúng ta. Thì đây chính là hai cái bản và hai biểu tượng ở hai bên. Biểu tượng 80 các loại hoa quả thảo dược thảo mộc thiên nhiên của chúng ta. Да, любой вопрос. И когда клиенты сюда приходят, они сразу видят перед глазами 16 наших. Ở trên phòng này thì chúng tôi sẽ là cái nơi mà chăm sóc khách hàng của chúng tôi. Khi chúng tôi đo 36 chỉ số và soi máu ở tầng dưới thì khách hàng của chúng tôi lên đây sẽ được trải nghiệm những cái dịch vụ sâm hơi tinh dầu tươi và thảo dược thảo mộc. Здесь массаж мы делаем им как вопросы. Sau khi mà trị liệu xong cho khách hàng thì chúng tôi sẽ tư vấn khách hàng những cái sản phẩm của mình. Đó chính là tiên phong trong ngành công nghiệp chống lão hóa. Chúng tôi mang đến cho cộng đồng một giải pháp là gia tăng tuổi thọ và đảo ngược quá trình lão hóa. Trong suốt một năm qua khi phát triển tại Việt Nam, chúng tôi đã mang lại rất nhiều những giá trị cho cộng đồng. Và gần 1.000 nhà phân phối ở trên khắp cả nước đón chủ tịch Kulikov có mặt tại Việt Nam, được đón tất cả các giám đốc quốc gia trên 40 quốc gia ở tại châu Âu và các nước về với Việt Nam. Và trong hơn một năm qua thì công ty đã phát triển được hơn 5 văn phòng chi nhánh được thuộc tỉnh và thành phố, đồng thời phát triển được trên 50 văn phòng vệ tinh. Đây là một trong những cái văn phòng mà sẽ là nơi chăm sóc khách hàng phát triển ở khắp đất nước Việt Nam. Và đây cũng là một trong những cái dịp để quy tụ tất cả những anh chị em, những khách hàng thân thiết, những đối tác, hợp tác kinh doanh cùng với công ty. Sự kiện không chỉ là nơi chia sẻ những cái cơ hội đến với toàn thể những khách hàng mà còn là nơi tôn vinh những cái hình ảnh của những cá nhân nhượng quyền. Chúc cho tất cả các anh chị sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời. Chúc cho chúng ta chương trình sự kiện sẽ thành công tốt đẹp ạ. We'll be right back.
cảm ơn chân tình đến ngài chủ tịch một lần nữa đã luôn đồng hành và đặc biệt là luôn quan tâm đối với thị trường Việt Nam. Và cũng xin cảm ơn các lãnh đạo, gần 30 lãnh đạo trên các thị trường quốc gia trên toàn cầu, đặc biệt là ở châu Âu. Chúng ta giống như ngài chủ tịch nói là văn hóa khác nhau của bạn, nhưng bây giờ là vì anh yêu hôn nó giống như một gia đình, giống như là đoàn kết yêu thương. Và như này chúng ta tiếp tục một hành trình năm 2024 và những năm tiếp theo thành công rực rỡ cùng với APDOGO Việt Nam và trên toàn cầu. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin được cảm ơn cái phần chia sẻ vô cùng tuyệt vời đến từ ông Nguyễn Minh Hoàng. Và bây giờ chúng ta sẽ... EPL được 6 năm rồi. Mục tiêu đầu tiên khi chúng tôi tới EPL đó chính là tìm tới phương pháp cải thiện sức khỏe. Tôi khi tôi tới EPL không check tôi đang có những trải nghiệm cho cá nhân mình, cho gia đình mình. Và bây giờ tôi đang trải nghiệm một cái dịch vụ gọi là dịch vụ lọc cơ thể. Các cái này ở Nam có đúng không ạ? Và trong vòng 3 tháng tôi đã có cơ hội để trải nghiệm sản phẩm của công ty. Sau 3 tháng, sau khi trải nghiệm sản phẩm của công ty xong, tôi cảm thấy mình cảm giác có nhiều năng lượng hơn. Ngoài ra tôi cảm thấy như tôi gửi được tiền. Với tôi thì đây là lần đầu tiên tôi về Việt Nam. Và trong 4 ngày qua tôi ở Việt Nam thì tất cả các anh chị cũng như đồng nghiệp tôi tại Việt Nam đang cố gắng cho chúng tôi cảm nhận được Việt Nam cách tốt nhất có thể. Và đối với cá nhân tôi, một người đã phát triển và đi rất nhiều thị trường, tôi cảm thấy là một Việt Nam là một đất nước rất là tuyệt vời. Tôi cảm thấy gọi là rất là cảm ngạc nhiên với những gì không người Việt Nam làm và cái năng lượng người làm hàng ngày. Ngoài ra tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới công ty của tôi, chúng tôi nhờ công ty chúng tôi có gọi là tham quan rồi rất nhiều nước trên toàn thế giới. Và chúng tôi chắc chắn là có những cái mà sẽ có thể lôi ra để so sánh cùng thị trường Việt Nam. Có một điều tôi luôn luôn khẳng định rằng cho tất cả hiện tại thì Việt Nam sẽ luôn luôn nằm trong chúng tôi. We will be here. Chúng ta tuyệt vời nhất. 6 năm trước chúng tôi đã trở thành một thị trường lớn mạnh như thị trường của Nga, thì chúng ta giống như cái cúp bê Vatoska của Nga này. И у каждого из вас должны быть команды. Khi mà mình biết là cúp bê Vatoroshka nó sẽ có nhiều con nhỏ nhỏ ở trong đúng không ạ? Thì giống như chúng ta thế thôi. Khi chúng ta là một Vatoroshka lớn và dưới chúng ta, sau chúng ta phải có những. Когда мы пришли в бизнес, нам сказали так: Олег, за каждым мероприятием у тебя должна быть для начала один стол твоих партнеров. Và ngài Sergey đã từng nói với tôi là gì, là khi mà khi chúng tôi tham gia tất cả bất sự kiện gì thì tất cả những người ngồi bàn tàu phải là người của hệ thống chúng tôi. Tại Việt Nam hiện
ngày hôm nay tặng cho căn phòng này, chắc chắn các bạn sẽ cảm không cảm thấy ạ. Я хочу представить. Và bây giờ tôi muốn giới thiệu cho mọi người một Sergei nữa. Sự khác biệt giữa tôi và Sergei đó đó chính là gì? Về Sergei đó là một người gọi là chúa tể của cái tiệm nhật. Ngài có một cái công việc khác, đó chính là ban giám khảo chấm điểm. Yêu ơi, cho những người nào hôm nay nhạc nhạc nhất. Mọi người nhìn sân khấu. Chibi, все сначала нашу мелодию пробуем. Thank you.